Đây, cho các ông xem cái công trình gọi là nhãn. Nhãn các kiểu này loại đây có nghìn mấy một cân củi đây. Ờ mẹ đi bây giờ đi làm cả cò củi thế này. Cho các ông đi dạo một vòng mà ngồi đây cũng được. Quanh quanh đây thì nó cũng thế này thôi mà, cũng là cái nhãn mấy củi này thôi mà. Nhãn mấy củi đây cũng là nghề kiếm ăn đây. Nhãn mấy củi có nghìn mấy một đấy thôi. Nghìn mấy một cân củi thôi. Nếu mua qua tôi thì nó đắt hơn một tí, đắt hơn mấy trăm đồng tiền củi này. Củi này thì ngày xưa có hỏi mấy anh em chúng nó cứ tò mò, chúng nó đi ấy xong rồi đi đánh cây xong nó cắt cắt khúc khúc như này này. Thế là bảo là thế mày làm cái trò gì đấy? Bảo là nghe nói ở Ấn Độ nó cần nhiều nguồn củi lắm để nó thiêu xác người với thế nọ thế kia ấy. À mình cũng tin, nhà băng đi mấy năm mình tin. Xong rồi nhờ mày à, chắc chắn là thằng này nó bịp rồi. Nhưng mà bên Ấn Độ nó thiếu bùi gì à, nó thiếu gì củi mà nó phải mua từ Việt Nam. Hóa ra là các ông Việt Nam là lấy cái củi này này về để thành cái than hoa mấy các thứ ấy. Đấy, có nghìn mấy một cân thôi. Đấy, còn cái nhãn kia thì định đi ra ngoài kia nhưng mà thôi, quanh quanh đây là cho các ông biết. Kiểu bán cái củi này để người ta các cái nò để người ta đốt than đây, còn kệ người ta chả biết là người ta thế nào. Thấy chúng nó ngày xưa chúng nó còn dọa tôi, nó bảo là Ukraine với Nga đánh nhau ấy, thế là nó phải sang Việt Nam nó nhập củi. Bọn châu Âu nó phải sang Việt Nam nó nhập củi. Đấy, chứ còn thực ra là đây là sản xuất để cho các ông Việt Nam ông ấy về ông ấy ấy thành than hoa mấy than ấy ấy. Đốt than ấy. Nó nghìn mấy một cân đây này, cứ cân cái này lên thì xem có được một cân không thì nghìn mấy. Một nghìn mấy ấy. Một nghìn mấy một cân này này, chưa đến 2000. Nếu mà sát gốc thì nó tầm 1.000-2.300 một cân. Còn nói chung là tùy theo các bạn lấy như thế nào nữa cơ. Đã 1.000-2.300 một cân. Còn đây là cái nhãn này là đây này, từ cỡ bé với cỡ ấy này này. Đây cái loại này thì cũng ấy này này. Đây nhãn từ cỡ bé mà các bạn hay mua ở trên nông nghiệp là cái dòng như này. Đây này, đây này, ví dụ như là gà kép muốn kép cái hương chi với nhãn miền là từ đây trở lên là hương chi với nhãn miền, mấy cả nhãn siêu ngọt, mấy cả nhãn nồng các thứ là từ chỗ mắt, từ chỗ dế bóng này cuốn lên. Các cái cây to này thực ra là nó toàn là nhãn ngon hết. Nhưng mà đây này nó toàn là đằng sau kìa. Cho nên các ông đừng có bắt bẻ tôi, xong rồi các ông cứ nghĩ là ở các ông mới có nhãn. Tôi đây Hưng Yên là cái vùng đất của nhãn đây, các ông thích ra ngoài kia có những cây còn bao nhiêu khéo tôi nghĩ là cũng phải đến trăm năm. Còn đây là nói nốt cái tác phẩm lúc nãy, nhãn tại sao mà đang ra quả như này mà chặt đi xong rồi bán những cái giá gọi là hơn 200.000 một cây như thế. Thì là các bạn biết là đây là những cái cây nhãn này này. Những cây nhãn này là những cây nhãn mà cái đất nhà người ta, xong rồi đất nhà người ta không bị đền bù. Đấy thì bây giờ các bạn có vào trả người ta 1 triệu một cây nhãn này chưa chắc người ta đã bán. Nhưng tại sao lại các bạn lại mua được những cây nhãn mà có hơn 200.000 mà nó cũng to như cái lúc đấy mà tôi thấy là gốc nó toàn 30-40 phân ấy. Đấy. Mà tại sao lại mấy cả tí nữa tôi sẽ nói là tại sao phải cắt như này. Cắt như này thì cây nó khỏe hơn. Chứ còn nếu mà để mà nó tùm lum như thế kia thì không cho ra được. Phải cắt cành ra cành. Xong rồi cây chỗ to ra chỗ to. Xong rồi chỉ để lại cây như này thôi. Thì về thì nhà các bạn thì nó sẽ khỏe. Và cây nó sống được. Đấy còn đây là dâm ủ. Còn lúc trước thì các bạn thấy là đánh từ ấy lên thì là chưa dâm ủ qua cái này thì là trông các bạn thấy nó hơi bô nhách. Nhưng đây là gọi là dâm ủ qua cát này xong rồi tưới. Thì nó đảm bảo hơn. Dâm ủ được 10 ngày rồi. Và nói tại sao mà cái nguồn nhãn này nó rẻ như thế, xong rồi đánh rồi mang về đây dâm ủ, xong rồi bán cho mọi người cái giá hơn 200.000. Đấy là tại sao lại thế. Là tại vì những cái cây nhãn này nó ở dưới ruộng. Nếu mà bây giờ mà tôi ngồi túc trực với anh em nó, xong rồi cưa xong rồi nói chuyện với anh em chúng nó đến hết buổi chiều, xong rồi hoàn thành cái video mà để cho mọi người hiểu là tại sao mà nhãn lại có hơn 200.000 một cây. Đấy mà trong khi là tại sao nó không để quả. Thì tại vì là ở trong nó là cái ngóc ngách là cái ở đây ấy, nó có những cái quỹ đất mà đã được đền bù rồi. Cây này cũng đã được đền bù mấy triệu một cây rồi, tầm 2-3 triệu một cây nhãn rồi. Tức là nhà nước hoặc doanh nghiệp đã đền bù cho cái người chủ sở hữu cây nhãn này rồi. Đến khi người ta coi như người ta được đền bù 2-3 triệu rồi thì người ta cho cây hoặc người ta bán rẻ cho. Thế xong rồi mình mất công mình đánh với các thứ là mang về đây xong rồi bán cho những ông lại mua về, xong rồi ông ấy lại mua 200-300.000 xong rồi được nhà nước lại đền bù mấy triệu cây này. Đấy, một cây nhãn này nó phải qua mấy khách mà cứ mỗi khách lại được đền bù 2-3 triệu một cây này. Đấy, khi người ta được đền bù là người ta đo theo cái biểu đền bù của nhà nước. Ví dụ như cây này là nhãn và đường kính gốc là tầm 20 thì sẽ được đền bù khoảng 2-3 triệu, nó tùy theo địa phương đấy nhá. Ở các địa phương mà không có nhãn thì có lẽ cái giá nhãn
nó sẽ cao hơn. Ở địa phương tôi thì còn các cái loại này là cái loại mà nhãn nó bé ấy. Đấy, quy cách của cái cây này thì đây, kiểu nó bé thì là vẫn để lại tán. Các bạn hình dung được, còn cây to mà để tán thì không khênh ra được. Đó, cho nên cắt cụt. Còn đây là những cái cây như này gọi là cây đơ ra mủ. Cây lúc trước video trước các bạn nhìn là gọi là cây đánh thẳng. Thì cái gốc này nó, đây là con này còn bị sâu đục thân đây này. Đấy, cái con này đã bị sâu đục thân nha. Nếu mà muốn biết sâu đục thân thì nhìn cái cất sâu này này. Đây, cái tìm cái chỗ đây này. Nó hố sâu này. Các bạn muốn biết cái cây nó có bị sâu đục thân hay không, đây là cất sâu này. Gióng nó lên. Thì đây cái hố sâu đục thân này. Đấy, cái cách mà trị sâu đục thân có thể là các bạn ra ngoài kia các bạn mua thuốc trừ sâu, không mà mua cái ống kim tiêm ấy, các bạn bơm thuốc trừ sâu vào đây xong rồi lấy cái bùn chét vào đây này. Rồi, đấy các bạn hình nhá, thì là diệt được cái sâu đục thân. Hiểu chưa? Mẹ có thằng Hậu kia nói, và thằng này nói náo, mặt thì nó cũng như kiểu là nó đang ở ba hay sao ấy nhỉ. Bọn nhoi nhoi này nó cứ vào đây nó xem để làm cái mẹ gì không biết nhỉ. Mày đi ba đi biết đi, mày vào khá bảnh mày xem, hoặc thằng Tiến hoặc thằng Huấn mày xem đi, mẹ không hợp độ tuổi của chúng mày đi. Mà tao với thằng là thằng với bố mày chứ còn thằng với mày. Nhoi toàn bọn nhoi nhoi. Đây cái đường kính gốc con này thì chắc là nó rơi vào tầm 7 đến 8 phân, 7 phân nhỉ. 7 phân, 6 7 phân. Hiểu chưa? Còn trồng được một cái cây này thì nói ra thì cứ bảo là khoảng chục năm, hơn chục năm đấy. Đấy đấy là tùy theo các bạn trồng như thế nào, tùy theo người như thế nào. Còn như cây này nó bắt đầu cho thu hoạch rồi. Nhưng mà các cái cây này thì không được đền bù ấy. Hiểu chưa? Ừ đấy, chửi nó làm gì cho tốn hơi đại ca. Nó cứ không chửi thì nó cứ nhờn. Đôi khi phải nó kiểu ở nhà nó cứ được bố mẹ nó lâng như lâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Ra ngoài này còn mẹ trên tay này có tí mực. Thế là trẻ con trong làng nó cứ quay lại, nó cứ tưởng nó hổ báo lắm. Nên mạng đã làm được cái mẹ gì đâu mà. Đó hết đầu. Hiểu chưa? Nó không phục vụ được cái gì, nó nói thì đây này, đây cũng là, đây là cất sâu này. Các bạn nhìn đây là cất của cái con sâu đục thân này. Các bạn gióng lên là mới biết là xem cây nào nó bị sâu đục thân. Đấy, gióng từ cái cất này lại, đây là cất này. Đây là cất này, gióng lên là để xem là nó sâu đục thân ở chỗ nào. Có mẹ lại còn trong video nhãn này còn hướng dẫn cả sâu đục thân nữa. Đấy, đây là cái cây gọi là cây này cân dâm mủ. Thì là đã dâm mủ ở đây được 10 ngày thì nó bắt đầu nó ra rễ, thì cái cây này thì nó sẽ đảm bảo hơn. Hiểu chưa? Còn cây kia cây đánh thẳng, nhưng mà cây dâm mủ thì nó sẽ cao giá hơn đi. Như bọn này tạng tạng như bọn này thì đường kính gốc nó cũng tầm đâu đó 10 năm trở lên. Tức là cái đường kính này tầm 15, 17, 20. Bọn kia là trên 30. Nói sơ qua cho các bạn biết như thế, cũng là cái dòng nhãn ngon ở đây đấy. Nhưng mà kiểu nó đã được đền bù cây, được đền bù ruộng rồi. Cho nên là coi như là cái giá, gọi là giá cái công đánh mấy các thứ ấy, xong rồi công bán nữa, thì là giá như thế. Chứ còn nếu mà trồng một cái cây này ví dụ như 7 năm mà bán khoảng tầm 200 nghìn với hơn 200 nghìn thì không có công. Thà để đấy mà thu hoạch quả trông vậy thôi. Nhưng mà như một cái cây mà nó gốc nó chỉ bằng cái tầm 2 phân 3 phân này thôi, các bạn làm cho hai chùm như này nó cũng phải rơi vào tầm hơn cân quả rồi. Nó cũng được đâu đó là 40-50 nghìn tiền quả rồi, có ít đâu. Như cây này nó phải 2-3 cân quả, 2 cân quả đấy. Cây này gốc nó chỉ được tầm hơn 2 phân thôi. Đây nó chỉnh ngón chân này này. Nhưng có những cây nhãn ở tôi mỗi năm nó bao nhiêu tiền đấy chứ. Giờ hơi à, cây này nếu mà để quả nó cũng ác ối ôi. Nhưng tại sao là phải ấy về đây? Tại vì là cây đã được đền bù tiền cây rồi. Đấy, đất đã được đền bù rồi. Đất bây giờ không phải đất của mình rồi. Đấy, cho nên là mới bán giá ý. Còn như ông cây này bây giờ là 5 chùm quả như này nó cũng rơi vào 2 cân rồi. 2 cân mà nếu mà nhãn như năm ngoái khoảng tầm 4.000, 5.000 ở tôi ấy. Cứ cho 5.000 đi. 5 nhân mấy cả 2 cân nó đâu đó là 10.000 tiền quả rồi. Cây này bé tí. Còn các bạn mua ở nơi các bạn thì ở tôi 4-5.000 thôi. Ở nơi các bạn chắc 15-20.000 một cân nhãn. Các bạn hình dung chưa? Nhưng còn năm nay, năm ngoái thì kiểu nó thế. Chứ còn năm nay cái năm nào mà nhãn nó đậu nhiều ấy, nó được mùa thì nó lại giá nó lại rẻ. Đấy, khi nào mà sản xuất ra cái loại nhãn mà không có hạt này. Cái thứ hai là nhãn ở quanh năm. Đây là ở tôi gọi là con bọ xít. Nhiều bà con là cái đéo gì đây. Ấy mới vôi, ngâm mới vôi xong rồi rang bọn này đây này. Cũng là đặc sản. Bọ xít đây này. Đấy, còn đây là mùa nhãn rồi thì là sắp tới mùa vải xong rồi đến mùa nhãn. Là các bạn ăn lại ngập mồm. Ở nơi bọn tôi thì rẻ, năm ngoái thì có 3.000, 4.000, 5.000 một cân. Nhưng mà mua ở ngoài quốc lộ cái đường to ở tôi cũng hơn 15.000 đấy, 10-15.000 một cân đấy. Chẳng qua là nói là 4-5.000 thì là các bạn phải mua số lượng như nào. Chứ bây giờ lại vào ruộng xong rồi bảo là cắt cho cháu 2 cân. Thằng góp nhặt cắt đá nó bảo ở đây chỉ có 4-5.000 một cân thôi. Thôi cháu trả cho chú 10.000 để cắt cho cháu 2 cân. Cụt.
4-5 nghìn một cân là các bạn phải mua bao nhiêu, chứ không phải là nghe thằng góp nhặt cắt đá bảo ở đây rẻ lắm, có 4-5 nghìn cân vào lại khệnh khạng cắt cho cháu cân rưỡi. Thôi cháu chấp nhận là thằng góp nhặt cắt đá nó bảo là 4-5 nghìn một cân, thôi cháu trả chú là 7 nghìn, cắt cho cháu cân rưỡi, thôi cháu trả chú 10 nghìn cho tròn. Mẹ cút, tao bán 4-5 nghìn là tao phải bán đầu tạ đầu tấn, như tao bán cho mày 2 cân mới cân rưỡi rồi. Hiểu chưa? Đấy là nói cho mọi người như thế. Tôi nó nào cái vùng đất nhãn à. Còn giá rẻ là cái ví dụ như các bạn phải mua theo cây. Có những thằng nó thấy ở tôi giá nhãn rẻ ấy, là nó đến là nó bảo là trả cây nhãn này ví dụ 1 triệu một cây chẳng hạn. Được bao nhiêu nó không cần biết. Đấy, thế là vo, gọi là vo, mua một cây nhãn là trả tiền cả cây. Xong rồi vặt, xong rồi nó mang về, xong rồi nó cũng chả buôn bán gì đâu mà. Nó cứ tặng nhà lọ nhà kia 5 cân, 7 cân, chục cân, thế là hết một cây. Đấy, chứ còn không phải là thấy tôi phát là có 4-5 nghìn một cân, xong về đây khệnh khạng cắt cho cháu cân rưỡi, cháu trả 10 nghìn cho tròn. Thế là quá sộp cho chú rồi. Cút. À, mày lên góp nhặt cát đá mà mày mua. Hiểu chưa? Nói thì bọn nó dối, hiểu chưa? Nó chặt cây thì sao, làm sao thằng nào dám chặt? À, các bạn cũng chỉ là người tứ xứ về đây, thằng nào dám khệnh khạng? Có nó có ảo tưởng như ở trên TikTok đéo đâu. Ở trên TikTok nó cứ kiểu nó nhoay nhoay chứ. Thế em bán cho mà giống được cây có quả như vậy cái gì? Ngày xưa còn mua cái gì? Bọn nó cứ ảo tưởng nhá, chỉ có ở trên mạng nó mới thế thôi. Mẹ các ông người tứ xứ, người ở đâu ấy các ông, đến đây các ông bảo là đến đây bán 2 cân nhãn, xong rồi ở đây bảo là ra ngoài đường quốc lộ hoặc lên góp nhặt cát đá mà mua thì các ông bảo thế nó chặt cây à? Mẹ chặt cây thì để hai con hòn ở lại. Chỉ có ở trên TikTok các bạn mới hổ báo như thế thôi. Mẹ về đây còn phải lăn lỉ xuống, còn phải chào chú ạ. Hai câu chào chú ạ, người ta thương thì người ta còn tiếp. Không, người ta đuổi luôn đi. Các ông cứ bố tướng bà tượng đây, còn cái nhãn giống cái này. Còn nói thì các ông cứ ở trên TikTok các ông ảo tưởng thôi, chứ con này là cái ghép mẹ trượt. Con này ghép trượt đây này. Các cái mầm nhãn từ đây nó phải lên đây thì mới được. Con này ghép trượt. Con này nhãn hạt. Đây này, nó phải từ đây lên này. Các bạn không biết các bạn trồng cái này là trồng phải cái nhãn hạt này. Đây là nhãn nó từ cái mắt này lên này. Con này ghép trượt. Đây này, như cái này này. Các bạn phải nuôi cái nhánh từ đây lên này. Đấy, còn cái nhánh này là các bạn cắt đi này. Đấy, con này là nhiều ông mua cái nhãn về đéo biết là trồng cái gì. Cắt mẹ cái cành đi là sai. Các bạn phải nuôi cái cành này. Cắt cái cành này đi, hiểu chưa? Ông này, cây này của ông ghép trượt nhiều thế. Ôi, để cho... Đây này, mẹ cứ 2.000 người xem này, kinh không? View cao này. Giá sao em bốc tất. Thực ra là mua thì phải báo số lượng là xem thế nào. Đấy thì ở trên TikTok nó có mấy số ấy. Ông ấy có một cây bưởi ở đây ông ấy bán này. Ra ngoài kia thì cũng có một đống này. Đấy nhãn này. Đây là dâm ủ. Còn lúc đấy thì cho các bạn là đánh thẳng. Còn bán củi cũng được. Nói chung là nhìn như thế này là nó cũng ấy hơn. Nhìn như thế này là nó cũng nó cũng đỡ sợ hơn. Đánh kia mẹ cây phơi trên đường bê tông thì người ta chả sợ nhỉ. Nhỉ. Phải nói rõ cho người ta là như thế. Chứ còn ra ngoài kia thì cũng có cây dâm mủ ấy. 1.000 cây nhãn đền bù. Lại nổi lên 2.200 nó đau hết đầu. Mày vòng xe ra đi. View đang cao như này tao lại tiếc. Bây giờ cứ ngồi xem nhãn với cả xem củi. Củi có hơn 1.000 cây. À hơn 1.000 một cân. Ở đây thì tầm 1.200-1.300. Ông chú thì bảo 1.200. Còn vợ thì cố gắng cấu thêm 100 đồng là thành 1.300. 1.300 một cân. Đấy, còn các bạn có thể lên hội hoặc lên bọn TikTok nó phát live stream thì khéo còn có 800 thôi. 800 nhưng các bạn gửi tiền cọc là mất. Nó gặp bọn ảo tưởng nghe, nó lại bảo về đây tao cho vài xe. Mày có thích không tao cho. Bọn ở trên mạng là bọn ở nhất là bọn TikTok. Nó lại ví dụ như là các ông muốn mua nó bảo là về tôi à về nhà nó cho mấy xe. Cháu đi trước đây. À, tôi là hơn 1.000 một cân. Tầm 1.200-1.300 gì đấy. Các bạn mua qua tôi là chắc chắn bị tôi cấu thêm mấy trăm đồng. Đây nhãn cái bọn này cũng. Cái bọn ở đây là dâm mủ mấy ngày thế này. Thì các bạn biết là dâm mủ thì là các bạn phải bới góc ra ấy. Đây này bọn này nó. Đây từ từ đây. Từ cái bọn kia nó lên lọc cái kìa. Đây. Nhưng bọn này mới dâm mủ. Bọn này chưa ra lọc. Thôi mày đỗ đây đi. Mày hú chỗ nào đi để tao ấy cho. Đây cho các bạn biết này. Đây này. Như cái hàng này là hàng dâm mủ kỹ rồi này. Nó đâm nọc này. Bới ra chắc chắn có dễ này. Các bạn hình dung chưa? Tôi đang tiếc cái ấy. Nhưng hướng dẫn cách mọi người để mọi người trồng ấy.
Và mọi người nhìn trông nó như trông như kiểu chết rồi thế này thì các ông chán không? Nhưng về các ông trồng sau một thời gian nó như thế này này. Hiểu chưa? Sau một thời gian là các ông như này này. Sao con này nắm mồm thế nhỉ? Đây này, bây giờ bới ra thì nó đầy rễ. Bới ra cái này này nó đầy rễ. Đây tôi bới rồi. Bới bọn này ra nó đầy rễ. Mẹ khó bới thế nhỉ? Bây giờ phải có cái đây này, bọn này ra mầm nọc này. Tại sao phải cưa cụt như này? Cưa cụt như này thì nó mới dễ vận chuyển ra ấy. Ruộng nó còn sâu sầu. Hiểu chưa? Sâu ấy. Về các ông lại sợ là chết. Đây cũng có những cây chết. Nhưng đây cây này cũng không chết đâu mà. Đây mầm nó ra này. Đâu? Cây nó đẹp bằng các cái cây này. Đây này, nó nên nọc như này này. Đấy, nên nọc như này này. Bây giờ bới nó ra là có dễ này. Nhưng mà kiểu nó đang như thế này thì tôi không muốn mất công tôi bới ấy. Nhưng mà các bạn biết là các cái loại này nó rẻ như này ấy. Nhãn mà cũng làm kiểng không, đây không phải là làm kiểng. Đây là trồng để cho ví dụ như là người ta, nếu mà người ta mua về người ta trồng dọc theo cánh đường ấy. Đây cho các bạn xem đây này, người ta trồng dọc đường đây này. Để người ta làm cái công trình ấy. Chứ có phải làm kiểng đâu. Đây, ở tôi thiếu mẹ gì nhãn. Trồng dọc đường này, xong rồi trồng ở trong khu lọ khu kia. Hoặc người ta quan trọng nhất là cái khách của trồng cái loại này này là người ta trồng để người ta lấy đền bù ấy. Đấy, trồng ruộng này, xong rồi trồng để lấy đền bù này. Ban đầu cây này cũng thế đây này. Xong rồi bây giờ nó ra như này. Có bọn nhoay nhoay nó vô công rồi nghề vào. Nó có nó cứ vào đấy nó ngồi đấy để nó chửi nhau rồi. Nó cứ chửi tôi xong lại chửi qua chửi lại. Đây sau khi dâm ủ là nó ra như này này. Bới chỗ này ra nó ra dễ này. Đây. Đấy, đây này. Hiểu chưa? Nói chung là loại này thì trồng để lấy đền bù. Đấy, là chủ yếu. Xong rồi để trồng để lấy cây làm cây công trình. Đấy. Còn nói chung là nếu mà để làm kinh tế thì nói chung là cũng được thôi. Nhưng mà để cho các bạn mà bảo là để bán nhãn mấy cái thế loại kia thì ở tôi có mấy nghìn. Còn tùy đấy là theo hướng của các bạn. Còn nếu mà các bạn mà làm thì đây là như cái bọn này thì cũng không phải, cũng chưa phải ghép hay sao này. Cũng không ghép đúng không? Bạn nhìn nó thẳng tưng đây này. Đó, nhãn. Trồng rồi lấy đền bù ấy. Đây là ở Hưng Yên. Nói chung là Khoái Châu. Ở đây là Khoái Châu. Khoái Châu ở gần nhà tôi cũng ấy. Chẳng qua là quay cho các ông để các ông biết. Cái nguồn nhãn ở địa phương tôi nó rất là nhiều. Qua là từ trước cái này cũng không ấy này. Đấy, trồng sau một thời gian nó như thế này này. Đấy, cái nguồn nhãn ở đây là toàn ấy thôi. Nguồn nhãn ở đây là toàn là để trồng để lấy, nói chung là để bán cho cái người người ta. Nguồn mạnh nhất vẫn là trồng để người ta lấy cây đền bù thôi. Đấy, để lấy để đền bù nhà nước hoặc là đền bù ấy. Còn với những cây mà nó kiểu nó cũng vặn bên nọ vặn bên kia như này là nó cũng gọi là cây làm cây cảnh cũng được. Hiểu chưa? Đấy, nó vặn. Đánh cờ phải đến tối cơ. Đấy, này. Bọn ở trên mạng bây giờ nó cứ vào xong rồi nó. Bọn ấy nó thừa thời gian đấy mà. Nó có như mình đâu, tiết kiệm từng giờ từng phút. Không có những người ví dụ người ta chưa biết là ví dụ người ta không biết là cái nhãn này để làm gì ấy. Hiểu chưa? Chẳng nhẽ đi chặn chúng nó. Chẳng nhẽ đi chặn chúng nó. Đây này, nó, sau một thời gian các bạn ấy thì nó như thế này này. Để ngồi đọc bình luận một tí nha. Còn tôi lâu lắm rồi tôi có để ý cái bọn nhoi nhoi đâu mà. Đây, đây. Cũng cắt cụt đây này. Tại sao phải cắt cụt? Cắt cụt như thế thì thứ nhất là cây nó mới dễ sống, cái thứ hai là như bọn tôi thì nó mới dễ vận chuyển ra ấy. Thì mới giảm thiểu được cái chi phí gọi là nhân công thì giá nó mới rẻ. Thì mới tính ra là mỗi cây này có hơn 200 nghìn một cây. Còn các cái bọn này thì cây bé hơn. Còn các cái hàng này gọi là mai sau là bán cây công trình thế này. Đấy, thẳng tưng lên đi. Ô mẹ bây giờ này, đấy các bạn bình thường như các bạn là toàn ghép giữa các kiểu không? Ở đây là cả một ruộng này là thoát thân, dốc thoát thân thẳng tưng. Đấy, cho nên là đôi khi quay những cái cây cụt ngủn ấy thì anh em người ta không ấy ấy. Nhưng mà sau cái quá trình cụt ngủn xong rồi dâm ủ thế là cây nào sống thì mà cái bọn này nhãn này nó cũng dễ ấy. Chứ còn không thể là các bạn mua một cây nó tướng tưởng tượng như thế này đâu. Không vận chuyển được ra được. Xong rồi các bạn trả bao nhiêu tiền để được như thế này. Cho nên từ cái cây như thế kia ấy à, cắt cũng cụt ngủn như này hết. Cắt chỉ còn 3-2-3 cái tay nó lên như này. Thì thứ nhất là khi các bạn trồng thì cây nó dễ sống. Để nguyên như này vận chuyển ra không được. Xong rồi không có cái giá ấy đâu. Cái thứ hai là nếu mà để nguyên tay tán như này thì cái cây nó yếu, về trồng nó yếu. Đây sau một thời gian này nó đâm mầm. Đánh mùa này bây giờ vẫn đánh mà. Nói chung là nhãn thì nó cũng dễ sống. Đánh bầu cẩn thận là nhãn dễ sống. Còn đây là cái sản phẩm gọi là mía tím trồng chậu để chơi Tết này.
để bán cảnh chơi Tết đây. Gọi mía tím trồng chậu đấy. Tết các ông là đã xem tôi từ năm ngoái nè, là mía tím trồng chậu đây. Ôi giời ơi, chúng nó vô công rồi nghề ấy, bố mẹ chúng nó không dạy ấy, mai sau thì chúng nó mới lên đến tầm khi nào mà lập gia đình ấy. Tôi bảo bây giờ nói chúng nó không nghe đâu. Đến khi nào chúng nó lập gia đình ấy, xong rồi chúng nó đau đáu ấy là tại sao thằng hàng xóm lương 7 triệu mà tao bây giờ 5 triệu ấy. Tao có gì mà thua kém chúng nó ấy. Thì là lúc ý chúng nó mới ân hận và lúc ý chúng nó mới nhớ lời tôi nói. Chứ bây giờ hỏi chúng nó toàn bọn mười mấy mười mấy ấy, thì các ông hỏi chúng nó làm gì. Bây giờ ngày nào chúng nó chả được bố mẹ còn nhét cho 20.000 ăn đi con ơi. Không nó dỗi nó còn đéo thèm ăn ấy. Nhưng bây giờ mà chúng nó tự thân bản thân kiếm tiền ấy thì chúng nó mới biết là thời gian chúng nó ngồi chửi nhau như này có ai trả tiền cho chúng nó đâu. Mẹ bọn Việt Tân nó chống phá lọ chống phá kia còn được tiền thì chúng nó mới làm. Đây bọn này có được ai chống phá đâu, có được ai chống nước đâu. Cứ đi chửi người nó hết ngày nọ ngày kia còn cái sản phẩm mía này. Chúng nó đôi khi chúng nó cứ như kiểu là các bạn mà bây giờ tôi miêu tả cho các bạn đi trên đường tự nhiên có con chó nó ở đâu nó cắn ở trong nhà người nọ người kia. Đấy bọn ở trên mạng bây giờ nó đang ấy như thế, y như bọn chó ở trong nhà một ai đấy mà các bạn đi qua là nó chửi. Một đôi khi có con chó này còn tôi đang ở nhà tôi mà nó còn chạy từ nhà hàng xóm nó chạy vào nhà tôi nó cắn xong nó đi về. Đấy. Đúng không? Khi nào mà chúng nó bây giờ chúng nó là chắc chắn là một điều là sáng dậy là bố mẹ phải nhét cho chúng nó 10.000 20.000. Đôi khi chúng nó còn đéo thèm ăn cơ. Bố mẹ bảo con ăn đi còn lấy sức. Để lên mạng còn chửi. Bây giờ kể cả mình làm cái gì mình còn phục vụ người khác, mình kiếm tiền nuôi bản thân, gia đình và xã hội. Đây các ông đi giáo dục chúng nó, tôi ngày xưa ông muốn cải tạo chúng nó nhưng không cải tạo được. Mẹ đến khi nào khoảng 5 năm, 10 năm hoặc ít nhất chúng nó lấy vợ có con, không ai nuôi chúng nó nữa, chúng nó mới biết quý trọng những cái giờ phút chúng nó chửi bới loạn xì ngậu này. Không giải quyết vấn đề gì, hiểu chưa? Đấy, chấp gì bọn nó đâu, nhưng mà đấy là nói cho chúng nó để có một thời điểm nào đấy, tầm 30 tuổi, khoảng tầm 10 năm, 20 năm nữa, chúng nó ra ngoài đời, chúng nó kiếm tiền khó. Đến một giai đoạn chúng bảo đéo biết ngày xưa 20 năm trước là có thằng nào nó chửi mình cũng na lá như này rồi. Bây giờ mình mới lại ngấm cái đấy. Còn đây là ở địa phương gọi là mía tím trồng chậu để chơi Tết đây này. Chứ còn mệt lắm ấy chứ các ông cứ tưởng à. Các ông tưởng à. Đấy còn đây này nó cũng cụt ngủn. Nó bây giờ sau một thời gian trồng như này là nó ấy này. Tôi đã bảo rồi bây giờ các ông không hiểu được chúng nó đâu. Chúng nó sáng dậy mẹ bây giờ bố mẹ còn phải nhét cho nó xong rồi phải lịnh chúng nó cơ. Chúng nó mới cầm chúng nó đi ăn sáng ấy. Chứ chúng nó có bị cơm áo gạo tiền nó đè nặng đâu. Mà lên mạng là dành thời gian, tiết kiệm thời gian cho những điều xứng đáng. Đấy còn nếu bình thường cụt ngủ nha. Sau một thời gian các bạn dâm ngủ các bạn chồng nó như thế này. Chứ nói chúng nó thì mẹ như nước đổ là đổ lá khoai ấy thì tốt nhất là không nói cho chúng nó chửi cho nó chúng nó đỡ vì lên mạng chúng nó đỡ chửi người khác. Thôi chúng mày chửi tao cũng được. Mặc dù là nói chung là đấy còn cho các ông xem cái nói chung là ở đây thì cũng toàn hơn 20. Đường kính gốc cao cây thì trên 2 mét. Cắt cụt như thế này. Đôi khi các bạn cứ muốn là như thế này thì nó phải đắt. Tại vì cái công vận chuyển ra là không phải người khiêng được mà phải cẩu. Thì nó mất nhiều cái chi phí, hiểu chưa? Đang ở dưới Khoái Châu. Thôi đi lên Văn Giang đây. Cho các ông nghỉ nhá. Nhãn này gọi là nhãn ở địa phương tôi gọi là có các cái loại nhãn gọi là nhãn Hương Chi này, nhãn Miền Thiết này.